Số 6, Tư. Sao Tư ạ? Còn những người thì thắng. Rồi, như vậy là có 5 vị khách hàng may mắn nhất trong buổi sáng hôm nay. Tất cả mọi chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Ta xin bảo chút ạ. Và bây giờ, xin mời chị Thắm. Rồi, đây sẽ là những phần quà ý nghĩa nhất dành cho 5 vị khách hàng đã mua hàng tại phiên giao dịch hôm nay. Nào bây giờ chúng ta bốc thăm. Trong này sẽ có những món quà ghi tên những món quà ban tổ chức đã chuẩn bị ở dưới kia. Có những mặt hàng rất là to. Bây giờ xin mời cháu nào. Rồi, xin mời chị. Em xin phiếu. Mỗi phiên giao dịch chúng ta chỉ được bốc thăm một lần. Rồi, ok mời chị. Món quà đầu tiên dành cho chàng trai rất là tuyệt vời, nước giặt Kishona. Vâng, xin mời ban tổ chức hãy trao quà cho cháu ạ. Vâng, lên đây cháu ơi. Một tràng pháo tay lớn đi ạ. Kishona, nước giặt cao cấp. Cái này thì mọi người, mọi nhà cần phải dùng Kishona. Và tiếp theo món quà tiếp theo, tinh dầu Hằng Mon. Rồi, một sản phẩm chăm sóc sức khỏe rất là tuyệt vời dành cho mọi khách hàng. Vâng, một tràng pháo tay lớn đi ạ. Và món quà tiếp theo ạ, chỉ là người may mắn nhất giữa hạnh phúc. Một tràng pháo tay thật lớn ạ. Giữa hạnh phúc. Đây, xin mời. Xin mời chị sẽ đón nhận món quà giữa hạnh phúc. Máy bay nông nghiệp. Mà đọc sai, đọc lồn. Nước mắm đấy ạ, nước mắm Hà Giang. Anh đọc phải làm cho mọi người lo lắng lắm. 400 triệu. Đâu, với phần quà này chắc chắn đang về gia đình anh sẽ ăn ngon miệng nha. Vâng, tiếp tục. Trái cây sấy Hansa Food. Xin mời ạ. Và một tràng pháo tay thật lớn nha quý vị. Chúng ta chúc mừng những khách hàng trong buổi sáng nay may mắn nhất có 5 phần quà rất là tuyệt vời. Chúc cho tất cả các anh chị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.